bắt đầu chơi. Một, hai, ba, chơi. Bây giờ sẽ mặc quần áo cho cô dâu. Nhất là vương miện. Con lấy cái loại nào? Cái này á. Đó, rồi, chọn cái này. Đây là hoa. Hoa có chọn cái nào? Chọn úp hết cả mặt về. Cô dâu mà. Cô dâu chọn úp hết cả mặt. Thì úp mặt mà. Úp mặt làm gì? Úp mặt để không ai nhìn thấy. Bây giờ chọn hoa, màu gì? Màu hồng đi. Đây đi. Được rồi. Chưa bị dọn về đâu. Đây. Đây. Mẹ ơi. Áo. Váy váy cứ dầu tận dưới đây mà. Chọn muốn chọn váy nào? Váy cứ dầu tận dưới đây màu trắng dưới để tận dưới đây. Ừ, nhưng mà bây giờ con chọn váy nào? Này. Này nhá. Màu hồng. Màu hồng á? Đây gì? Màu hồng không có bông hoa ấy. Đây. Đây nhá. Cái này. Cái này đừng lấy khác nhá. Good work. Rồi. Cái này. Rồi. Ở đâu? Cái đấy ở đâu vậy? À, bắt đầu chơi làm tiếng cá chọn màu gì? Màu hồng. Rồi. Trong đừng nhận cho cô để cô đeo vậy. Sao cái ông không đưa nhỉ? Ngu vậy. Đưa đi. Là ai đưa? Hả? Là chú này đưa. Đưa đi chú. Kém vậy nhỉ. Nếu con mình sẽ mặc bộ này, bộ nào cho cô trước nào? Này màu hồng này trước nha. Rồi màu hồng rồi sẽ làm việc lên tóc. Rồi sẽ màu cổ. Rồi đến giày. Này à. Đấy màu hồng. Váy màu hồng hồi nãy. Màu hồng hồi nãy. Con này á? Thôi, con này đi. Đẹp nhà. Đẹp nhờ. Chị có váy này không? Váy đủ mua cho con trai đi. Mới mua cho con á? Thôi chứ có tiền. Mẹ lấy ra cái chân rồi. Hả? Cho cái nào, cái này nhá. Đi xin mày. Trắng che mặt chị nào chị có sinh như vậy không? Sinh năm. Sinh năm con sinh như là người lớn, sinh năm con là người lớn. Sinh năm người lớn có thể sinh như này hả? Vâng. Sợ sao không đưa nhẫn thật để đeo vào thật. Ừ. Sao không cho ra kia để đưa nhẫn thật để đeo vào thật? Tôi không biết. Sao vậy? Không được thật, đeo thật về. Không đeo thật nhỉ? Không, cho không đeo thật nhỉ? Ừ. Kém nhỉ? Con đi ngủ thật, bố đi ngủ thật. Con đi ngủ thật. Tắt máy đi.
Con đi ngủ không? Chơi chơi thật, chơi đã đi. Con bảo đi ngủ mà sao bây giờ để bảo chơi đã đi? À, con ba phải vậy.